Em chào ông bà cô chú anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Hôm nay em với lại ba mẹ là sẽ đi móc khoai lang nha cả nhà. Bữa nay là chỗ em là người ta thu hoạch khoai lang gần xong hết rồi, nhà ai cũng thu hoạch được một nửa chặng đường rồi. Sáng nay ba chồng em nôn lắm, sáng quá hối quá trời hối. Em rủ mẹ chồng đi đó, cái ba chồng nghe, ba chồng cũng đòi đi chung luôn. Ba xã đi hai ba ba má. Xin chào. Ba ba má. Xin chào. Đi móc khoai lang. Chị đi qua. Chị em đi qua. Đi. Xin chỉ xa ba rặng hoa cây sung. Qua hai mấy thái ư? Ma đi chợ sao sư châu rồi hả? Sư châu rồi hả? Chào sang thỉnh suối à. Bố chào chị, xin chén đi qua bà. Quả hải mê thì thay ưa. Năm nay người dân ở trong thôn em ấy, người ta đi móc khoai lang quá trời luôn. Chạy trên đường mà gặp người dân người ta móc về, người nào cũng chở bao bao hết trơn á. Có người để một bao trước xe luôn. À, cô lu hả? Quá trời người đi móc luôn, móc còn nhiều hơn người đi làm nữa. Hình như nghe ba với mẹ nói là có ông chủ trong đây, ông chủ nó cho móc cái khúc bên người ta thu hoạch rồi. Còn mà lúc không có người thì không có cho móc, tại vì sợ người ta ăn trộm bên cái khoai chưa có thu hoạch đó. Câu nãy vô lại ba. Cái gì nãy thùng. Sái. Lì dung xăng ba ba nó cơ, hồi dung chưa cơ. Thì em với mẹ là dùng hai cái cào này, thằng ba với anh xã em dùng cuốc. Trời nhìn ba chồng ổng nôn gì ổng nôn dữ rồi trời. Thì con ba ba cho chỉ đi xã. Hậu lớn rồi, đâu đã lớn. Đúng á. Ba chồng em ổng nôn sáng sớm ổng vào, ổng hấu thiệt sớm. Xong rồi giờ này ổng nôn, vừa tới đất là thì thú ba mai nè. Mai thì mang đi xe treo tặng nè, thấy chưa đây nè. Sẽ dẫn mẹ xuống cái con có cái hộp á, cái hộp này cả nhà. Mất hết khắc là hay của bự này. Tôi nhỏ này đi lụm luôn chứ không có cần cuốc đất nè. Giờ mấy giờ ta rồi ba ba chậu nó mà đu chị ăn đu quá trời người đi móc luôn. Toàn xe đi móc khoai không. Nhà em cũng đủ quân 4 người xe đi móc khoai không à. Nãy giờ em móc toàn mấy cái củ cũng không phải nhỏ mà nó dạng nó dài á mà cô chú, không không dài dài cũng được chứ không có to.
được. Củ này cũng được. Ngọt. Củ thon thon nhỏ nhỏ thì nhiều lắm cả nhà. Mình lựa củ trồng trồng một xíu mình lấy. Wow, củ này bự nè. Em được một thùng luôn nè. Em được một thùng đâu mà có chút. Củ cũng ổn nha, củ cũng bự bự nha. Nè, em thải đổ cho bao. Mỗi giúp họ cho đi lì hả xin. Bà nói bà cút mà không có. Nãy giờ mình cút cũng ổn, cũng có nhiều củ to. Mấy xe
Thôi thôi chú nó lì quảng đu khai sinh nè. Ui cha căng mạ, thay gì lưa nó dân đai nè. Lì bao sơ ba ba sơ tâm à? Không hợp sự, cái cảnh lì mới phá được cái vậy. Chứ là nì hả? Hả? Chứ là nì hả? Ờ. Ta đi. Ấy, chẳng có ta đi, ý cái tao thì mình đừng đâu. Còn nó chuyển đâu ta rồi. Ý cái tao mình đừng đâu. Đó. 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 Mấy cụ của ba chồng em mót nha. Ba chồng em mót sai cỡ này nè, ông bà cô chú. Đức à, vẫn đã ra khi mua mấy xe đồng gia hồ là tổng chẳng đó. Khi mua mấy xe khăn, khăn tua xỉ. Mua tua hóa xe. Vẫn đâu thấu thắng. Giờ suối. Phú cửa. Nó đi suối cửa à. Phú cửa. Đâu thấu sáu, chết là cửa là sáng tự chết rồi. Chết là. 吃不了 我说啥意思啊? 人家在外面没起用我听着吃溜达 多起看要扔的 我打电话, 过来闹头条, 还生气, 还想干好几桌啊? 还有地方啊? 那边啊, 那看也行 从星海来开车来的够油钱了是吧车玩就玩了你这西龙海来啊没啥意思了那就找别的地吧昨下午我就捡头勺了微信都有说抖动将地瓜腰子家伙就导航导着的昨下午您就捡个头勺了啊我记着又有虎包了人谁呀地瓜使劲扔你不捡好好捡的这鸡手做的干净 đây cũng trên thành phố về chơi cả nhà thành phố về mốt xin có chí cơ chưa ạ? Cái này của em mốt em mốt em cũng có nhiều củ bự nha cả nhà thiển à chú kêu ngọt quá ê xin thiên ta nè à, có cái củ này bự quá trời bự luôn rồi cả nhà hả em kêu đó xả giác còn ba chồng em lật đật giác cái bao đi em nói đi như móc hoa lan hai người hồi xuân hết rồi sao chứ ôi trời đất ơi ông cụ lớn tuổi mà ông cụ xung quá đi nhiều bố ba mới ba chọn mà ba hãy chọn đó với anh tôi chung
Hải Bù Dung. Chứ đi móc Hoa Lan à, ông ba mẹ chỉ lại sao chứ ai cũng sung sức hết trơn á. Hậu lắm. Giờ đưa ba mẹ về nhà trước á, em sẽ ai sẽ đi móc sau. Bốn người tấn công cũng nhanh chứ, bốn người làm cũng nhanh. Rồi ba sang lại ba. Hậu lắm. Giờ em đi về. Giờ cái bao này đi cho mẹ, tụi em đi móc cái khác. Ui, hải bước xào rồi mà ha. Để trên lại ba, cần hôi vô. Để chưa lại. Sao mà hôi cô à, sao mà cô lái xe mà à. Thì hôi đấy. Ai sao mà hôi đi đi qua. Dưa rồi hôi. Hảo, em kêu mẹ nấu nấu khoai lang lát chiều tối em qua ăn. Bữa nay anh đem cua lông ra ngoài trước anh bán à. Mà giờ tụi em chỉ mua tiếp thôi, em thấy có tiếp nhỏ nè. À, nhà em thích ăn tiếp nhỏ. Bác sẽ xả gì xả? Xả, xả, nó có xả gì vậy? Rồi không, thay ta là ai xả, nó hình như con đó là con cá bóng. Cá bóng xả lớn cả nhà. Mì xôi với xài càng hơn hồi xưa nó con hả? Sao? À vậy là cá bóng đúng rồi. Bữa trước em nhận không ra con cá bóng. Vậy bữa nay có xe to nè, ăn ngon rồi cả nhà. Mà xã mua xe to. Mọi người ở chợ người bán. Ồ, có người bán bắp tươi nữa. Có người bán bắp tươi chỗ này. Mua một ít bắp về luộc dừa cả nhà ăn. Với mua thịt heo giờ ở nhà còn mấy bữa nay không có mua thịt heo nữa. Mua bắp tươi vậy ăn. Với khoai xì cơ à. Lấy tươi điện à. Đi chợ xong em với là xã ghé về cái đám khoai lang chiều hôm qua tụi em để ý nè. Nhưng mà vào móc cả buổi luôn mà không có thấy khoai. Lúc mà gần đi về thì mới thấy được ít. Cậu Tư đi mua ve chai, gặp cậu Tư đi mua ve chai. Cháu sang chuyện nắp với anh đờ hải sẽ. Tôi. Chinh tôi mà. Cậu Tư nói ngay đầu đường người ta đi vô là người ta nhặt liền á. Trên thiên sư chiêu sâu vô xạo ha. Đua. Ông sư su leo. Này cậu Tư đi mua một xe ve chai luôn. Mà đa số là nhựa mà. Bây giờ là sao? Chuyện nát viên hay xịn. Ô, biết rằng khai chơi đâu lại nát viên xả à? Hoan bị là đi chuyện. Bên đây móc được có mấy củ à? Ít. Móc được mấy củ to. Chào bác sư chiêu. Bên lý nữa đây. Bên chẳng có nhảy lúa hậu á. Sao chào sang ban là hả? Hả? Chăng sao? Miếng hiên rậu à. À miếng hiên rậu hả? Miếng hiên rậu. À. Chính hiên hai chai da đây. À chúng ta chai. Bên lý mà lý nông nào quá. Lên léo. Sao? Con đua gì nắng lên. Ta mấy vỗ. Tôi sắp nán nó ra thôi thì giống như tôi xuống lên tẩy sao. Tuy à. Hả? Ê, vỗ đó. Ê, thiên ta biết không coi. Ừ, hay gì. Hải xịn mà chưa có hải xịn, chỉ có nó cà xỉu. Tùy này người ta máy người ta làm hư á. Cái này là
Mà chặt hết mấy cái cây bông xuống rồi nè. Hồi bữa trước mẹ chồng em có giữ lại một ít hạt để sang năm trồng á. Mà em thấy nó cũng còn đẹp mà ba chặt sớm quá. Mì xô rồi nó cơ rằng hô ta rồi. Mà là chứng ba hả? Chiến thiên mà mình sẵn mãi hầu lá xa xẻo sơ bơ sơ. Mà chứ thật là dình sư tha hả? Lưng mà. Hiển gì ta mà? Ta. Ta. Chứ mà ta ba khỏi xin y chinh. Nên nên cái Trung Quốc sáng hôm nay nhìn. Hôm nay chưa có hảo sang 50 đô khoai. Nó nhìn cái 3 tôi là. Vì vậy thay truy sảo. Thay truy sảo với 5 chín mà hả? Thì nói quà sớm xíu để em hái cải thảo với em nấu canh ăn. Ở trong nhà có mấy con cá bịp bịp á, chiên cá đó ăn cơm. Bữa giờ mới làm tiệc xong á, nhà em ăn cái gì cũng ngán hết trơn á. Kiểu như ăn canh, ăn canh với lại ăn cá khô thôi là thấy ngon rồi cả nhà. Thôi giờ em ra em hái cải của ba nha. Ngủ mẹ làm mẹ nấu khoai lên. Ý, hồi sáng nhà em đi mót mà. Mẹ hay hấp cái kiểu mà cho nó cháy gần với đáy nồi luôn để cho cái khoai của mình nó thơm nó ngọt giống như là khoai nướng á cả nhà. Cảm ơn bà của chú nha. Chưa chẳng hồ ta. Chưa sư xả biển dụng à. Chưa sư xả biển dụng rồi ma nè. Ia ia. Trời ơi. Sao nó cứng như vậy? Chưa sư bãi sai thôi ma. Xả hả ba? Liễu nanh là chủ thang. Nhưng cái nó khó sợ. Mấy sao liễu nanh là khó sợ. Quay sáng thành nắp ở dân à. Tôi chủ thang khơ. Chỗ này nhổ chỗ này cho mấy cái cà rốt nó bự. Ê chẳng thành na là ba nè. Cà rốt mọc bự rồi ba của chú. Má, xem xíu nữa nhổ nhầm cây, xem xíu nữa nhổ nhầm cây cà rốt. À thôi, ba coi xỉ nhìn. Hôm nay giờ cho hơi nấu thang á, giờ cứ lâm với tôi gãy á. Thì coi chiên là, nó ngon thì nó coi cho bà chủ thang. Ờ, vẫn là chiên. Cái gì nè? Cái gì? Cái gì? Thú thật với cả nhà, đây là lần đầu tiên mà em nấu cá bóng nè. Mà nấu theo cái kiểu của người Trung Quốc chứ không phải là kiểu người Việt Nam mình. Tại bên này thì em không có tiêu với lại nước mắm. Tiêu với lại nước mắm thì em để bên nhà mới rồi, không có bên đây. Nên là cũng nêm nếm theo cái gia vị của Trung Quốc. Em có cho dầu hào, nước tương với lại nêm muối, bột ngọt và hạt nêm. Sau đó thì cho một ít bột ớt. Sau khi chiên mà nó vàng rồi thì em mới cho gia vị và nước vào để em kho nè. Kiểu giống là kho luôn á, chẳng qua là dùng cái chảo thôi nha cả nhà. Và cái nguyên liệu chính của cái món này thì là cái tương, tương đậu nành là một cái món đặc trưng của người Đông Bắc Trung Quốc. Người ta thường chấm rau sống xanh ăn á. Và các cái món cá đồng thì người ta cũng dùng cái tương này để nấu. Mẹ chồng thì thích uống canh cải mà nêm một chút gừng vào để cho nó ấm bụng á. Lúc này thời tiết ở châu em buổi chiều mà ăn cơm chiều á là nhiệt độ xuống cũng khoảng từ 8 tới 12 độ rồi.
canh thì em nêm không có cái gì đặc biệt hết trơn, chỉ có muối, bột ngọt, đường với lại là một chút hạt nêm. Nhưng mà chủ yếu là hấp cái canh nóng và cái mùi cải nó thơm. Lần đầu tiên nấu món cá nhưng mà rất là thành công luôn cả nhà. Tại mấy bữa trước em đứng em xem anh rể Tứ Xuyên nấu á, nên là hôm nay em bắt chước theo cách ảnh nấu. Thành ra thì nó cũng ok lắm luôn á cả nhà. Ăn á cả nhà em ai cũng khen hết trơn. Em mời bà cô chú mình ăn cơm chung với lại gia đình em nha. À, tôi chả gì con ha. Con này bị trời á. Bà ba sơ rổ đó, chẳng rồi. Cái gì bị này sao? Hai lấy sơ rổ nha. Bà la lên này, như bị này, như hộp lửa. Bà lấy sơ rổ, cho cô lễ cho cô dĩ à. Nhìn chích lấy đi. Khó chứ, khó chứ. Bà lấy sơ rổ, cho cô lễ cho cô dĩ à. Nó là gì mà, chỉ hộp lửa. Nhân bí rổ hóa khó chứ. Hừm, xiang à. Hảo chứ. Cha bu đu chị phu rồi quay đâu rồi. Vậy là video của em hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã yêu thương và xem hết video của em. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo vào ngày mai.